Xin kính chào quý đồng nghiệp và các bạn. Tiếp nối chương trình ca lâm sàng ngày hôm nay với chủ đề về kỹ thuật, tôi xin chia sẻ với quý đồng nghiệp và các bạn nội dung một chủ đề về chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi. Chúng ta biết bệnh lý thuyên tắc động mạch phổi là một trong những bệnh lý tim mạch cấp tính và thường gặp trên lâm sàng. Theo thống kê thì là một trong những bệnh đứng hàng thứ 3 sau nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Và cắt lớp vi tính động mạch phổi là một trong những phương pháp chẩn đoán nhảy nhanh, ít xâm lấn và cho độ nhạy cao và áp dụng được cho tất cả các tuyến nếu có được trang bị máy cắt lớp vi tính. Về giải phẫu bình thường của động mạch phổi sẽ đi theo giải phẫu của phế quản phổi. Chúng ta biết động mạch phổi đi ra từ thất phải và đi lên trên khoảng 5cm trước khi chia thành động mạch phổi phải và động mạch phổi trái. Động mạch phổi phải sau đó được chia làm 3 nhánh, là nhánh chia động mạch phổi thùy trên, động mạch phổi thùy giữa và động mạch phổi thùy dưới. Đối với động mạch phổi trái thì sẽ chia làm 3 nhánh, nhánh động mạch phổi thùy trên trái, động mạch phổi thùy lưỡi và nhánh động mạch phổi trái thùy dưới. Trên đây là hình ảnh giải phẫu của các lớp vi tính động mạch phổi. Đây là thân động mạch phổi chính và chia ra làm động mạch phổi phải và động mạch phổi trái và từ đó chia ra làm các nhánh. Đây hình ảnh dự cô lan chế độ MIP về giải phẫu của động mạch phổi hai bên. Thế về kỹ thuật chụp thì đối với kỹ thuật chụp các lớp vi tính động mạch phổi tại trung tâm chẩn đoán ảnh chúng tôi thì chúng tôi tiến hành khảo sát 3 thì. Thì thứ nhất là thì tiêm thuốc và thì thứ hai là thì động mạch phổi và thì thứ ba là thì động mạch chủ ngực. Điều tiêm chúng tôi sử dụng 40ml thuốc cảm quang nông y và 40ml nước muối. Tốc độ tiêm chúng tôi để 4.5ml trên giây và áp lực tiêm là 325. Một cái chú ý là chúng ta ưu tiên đặt đường truyền bên tay phải, vị trí tĩnh mạch nền với kim luồn G18. Với vị trí tiêm bên phải thì chúng ta biết là về cấu trúc giải phẫu thì chúng ta sẽ đạt được hình ảnh tốt hơn. Tổng thời gian cắt ở thì động mạch phổi khoảng 8 giây, trong đó 3 giây là thời gian khảo sát và 5 giây là độ trễ di chuyển bàn. Trên đây các bạn thấy là đối với chụp các lớp vi tính động mạch phổi thì chúng tôi để thời gian delay từ khi tiêm thuốc đến thì khảo sát lần đầu tiên để theo dõi thuốc là 3 đến 5 giây. Và khoảng cách thời gian delay giữa hai lần, giữa các lần để theo dõi thuốc là 1 giây. Cái này khuyến cáo lên để khoảng 1 giây, bởi vì nếu chúng ta để thời gian dài hơn 2-3 giây thì chúng ta dễ bị bắt trễ thuốc với thì động mạch phổi, vì tuần hoàn thuốc ở động mạch phổi nhanh hơn so với các thì, các tuần hoàn ở các động mạch khác. Và tỷ trọng chúng tôi để đặt ở động mạch phổi là 150 Hauffield. Thì đây là thì trước tiêm. Thì trước tiêm chúng tôi khảo sát hết từ đỉnh phổi cho đến hết góc sườn hoành từ C7 đến D12. Với thì này thì mục đích chính để khảo sát các tổn thương, các tổn thương ở tại phổi. Và thứ hai là chúng ta dùng để đặt, xác định vị trí để đặt roi cho thì pha tiêm thuốc. Thì thứ hai là thì động mạch phổi. Thì chúng tôi khảo sát từ D3 đến D10, nghĩa là từ trên quay, vị trí trên quay động mạch chủ khoảng 2 đến 3 lát và đến hết góc tâm hoành, hết góc tâm hoành. Với vùng khảo sát như vậy thì chúng ta có thể đánh giá được hầu hết các nhánh xa của động mạch phổi mà không bị bỏ sót. Ngoài ra chúng ta có thể giảm thời gian chụp và bắt được đúng thì của thuốc tại thì động mạch phổi và giảm liều chiếu cho người bệnh. Thì thứ ba là thì động mạch chủ. Thì tại sao mà chúng ta phải chụp thêm một thì này? Thì với kinh nghiệm tại trung tâm của chúng tôi ấy, thì để giảm bỏ sót các tổn thương động mạch chủ, vì khi trên lâm sàng thì chúng ta thường gặp một số bệnh nhân có các dấu hiệu lâm sàng tổn thương động mạch chủ nhưng mà gần giống như động mạch phổi. Do đó trên lâm sàng chỉ định chụp các lớp vi tính động mạch phổi, nhưng thực tế khi chụp ra thì lại tổn thương ở động mạch chủ. Đã. Tổn thương động mạch chủ hoặc nhiều khi tổn thương cả động mạch phổi lẫn động mạch chủ. Do đó chúng tôi sau thì chụp động mạch phổi chúng tôi sẽ chụp luôn một thì động mạch chủ. Trên đây là một ca bệnh nhân nam 59 tuổi, chẩn đoán đau ngực và cho chỉ định theo dõi huyết khối động mạch phổi.
và cho chụp CT động mạch phổi, nhưng thực tế bệnh mạch phổi của bệnh nhân không có vấn đề gì, mà bệnh nhân lại có một cái lóc tách động mạch chủ, từ quay động mạch chủ chạy đến tận động mạch mạc treo tràng trên, và theo phân loại là transfer A. Nếu chúng ta không chụp cái thì này thì chúng ta sẽ bỏ sót tổn thương bệnh lý lóc tách động mạch chủ của bệnh nhân. Về kỹ thuật bắt thuốc thì chúng ta có thể sử dụng hai kỹ thuật là test bolus và blood sucking. Với kỹ thuật test bolus thì chúng ta biết là chúng ta sẽ tốn thời gian, tốn thuốc để chúng ta làm test cho người bệnh. Do đó khuyến cáo chúng tôi sử dụng thường là kỹ thuật blood sucking. Với kỹ thuật blood sucking thì rất nhiều các tài liệu thì người ta nói là nên sử dụng roi đặt tại vị trí thân động mạch phổi, thân trung động mạch phổi. Và đặt với ngưỡng HU là 150 Hauffield. Thế nhưng với kinh nghiệm của chúng tôi tại trung tâm chẩn đoán ảnh thì khi chúng ta đặt roi tại vị trí thân trung động mạch phổi thì thường chúng ta sẽ bắt trễ thuốc ở thì động mạch phổi mà thường dễ bị lai sang các thì động mạch chủ. Do chúng ta khi thuốc đạt được ngưỡng 150 Hauffield tại vị trí thân trung mạch phổi thì chúng ta lại mất 4 đến 5 giây để di chuyển bàn và để bắt đầu việc khảo sát thì động mạch phổi. Do đó với khoảng thời gian đó thì thuốc sẽ lai sang các thì khác. Do đó thuốc ở thì động mạch phổi sẽ không đạt được yêu cầu. Do đó với kinh nghiệm thì chúng tôi thường không bắt thuốc ở thì ở thân trung động mạch phổi, đặt roi ở thân trung động mạch phổi, mà chúng tôi thường chọn vị trí đó là vị trí đổ vào của tĩnh mạch chủ trên, đổ vào nhĩ phải, vị trí nhĩ phải, đổ vào nhĩ phải. Thì chúng tôi đặt roi đây và ngưỡng chúng tôi lựa chọn vẫn là 150 Hauffield. Thì khi thuốc đạt được ngưỡng 150 Hauffield tại vị trí này thì chúng tôi đầu cho chụp và thời gian di chuyển bàn 4 đến 5 giây thì chúng tôi chụp ở thì động mạch phổi. Rất đẹp. Một cái chú ý nữa là đối với những cái bệnh nhân mà có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm vị trí dưới đòn, nếu chúng ta không sử dụng đường truyền khác, đặt đường truyền khác mà chúng ta sử dụng luôn cái vị trí bơm qua catheter này thì các bạn phải chú ý rằng là với những cái bệnh nhân này thì chúng ta phải đặt thời gian trễ từ khi tiêm thuốc đến thì đầu tiên để khảo sát bắt thuốc, chúng ta phải giảm thời gian trễ lại. Bởi vì khi nếu chúng ta đặt thời gian trễ như chúng ta chụp thông thường với những cái đường truyền tĩnh mạch ở vị trí tĩnh mạch nền ở cẳng tay thì chúng ta sẽ bắt thuốc chậm và sẽ không được bắt được đúng thì thuốc ở động mạch phổi. Thế về tiêu chuẩn của một phim chụp các lớp vi tính động mạch phổi đạt yêu cầu thì chia ra làm 4 mức. Thứ nhất là đối với hình ảnh đạt chất lượng xuất sắc, thì trên đây là hình ảnh đạt chất lượng xuất sắc là khi chúng ta thấy các nhánh động mạch phổi được hiện hình rất rõ. Đó, hiện hình rất rõ. Và hầu như các tĩnh mạch phổi vẫn chưa có tương phản. Trên đây là chúng ta chỉ thấy thuốc tương phản tại vị trí của động mạch phổi. Còn tại vị trí các nhánh tĩnh mạch phổi hầu như chưa có, và kể cả là động mạch chủ cũng chưa thấy xuất hiện. Thì khi chất lượng hình ảnh đạt như này thì được đạt là chất lượng xuất sắc. Cái thứ hai là đối với hình ảnh đạt chất lượng tốt thì khi chúng ta quan sát chúng ta thấy động mạch phổi rõ ràng và động mạch chủ bắt đầu có tương phản ít. Đấy, chúng ta thấy động mạch chủ bắt đầu có hình tương phản và các tĩnh mạch phổi thì vẫn không rõ ràng được quan sát thấy. Đấy, thì đây được gọi là hình ảnh đạt chất lượng tốt. Thứ ba là hình ảnh đạt chất lượng trung bình. Thì khi chúng ta thấy là cả động mạch phổi lẫn tĩnh mạch phổi, đây tĩnh mạch phổi, thì có tỷ trọng thuốc cản quang tương phản như nhau, thì đây hình ảnh này thì chúng ta được gọi hình ảnh đạt chất lượng trung bình. Cái thứ tư là hình ảnh đạt chất lượng kém. Khi chúng ta thấy là tương phản tĩnh mạch phổi cao hơn cho động mạch phổi, đây trên hình ảnh chúng ta thấy tương phản giữa động mạch chủ này và tĩnh mạch phổi này cao hơn nhiều so với động mạch phổi, thì đây là hình ảnh đạt chất lượng kém. Trên đây là kết quả một bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi trên chúng tôi thực hiện trên máy cắt lớp vi tính 16 dãy của Philips theo đúng kỹ thuật chúng tôi đã trình bày. Chúng ta thấy toàn bộ các nhánh động mạch phổi được hiển thị rất rõ và thuốc ở đúng thì động mạch phổi mới lai một chút sang động mạch chủ và tỷ trọng thuốc đạt được trong các nhánh động mạch phổi đạt yêu cầu gần 500 Hauffield.
Và đây là một bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi. Chúng tôi thực hiện trên máy cắt lớp vi tính 128 dãy. Bạn đã thấy các nhánh động mạch phổi đều được đánh giá, hiển thị rõ ràng. Và thuốc người đang ở thì động mạch phổi bắt đầu lai chút sang tĩnh mạch phổi. Và động mạch chủ thì chưa có tỷ trọng của thuốc cản quang. Và tỷ trọng đạt được của thuốc ở động mạch phổi đạt rất cao, trên 600 Hauffield. Tiếp một cái chú ý liên quan đến kỹ thuật chụp thì chúng ta biết là với chụp động mạch phổi thì người ta khuyến cáo nên chụp ở thì nín thở và không cần hít vào sâu. Thì tại sao? Thì chúng ta biết là khi chúng ta tiêm thuốc ở vị trí cánh tay và thuốc được đổ về tĩnh mạch chủ trên, sau đó đổ về nhĩ phải, sau đó đổ về thất phải, sau đó vi bơm lên động mạch phổi. Với những bệnh nhân mà chúng ta chụp ở thì hít vào sâu thì với tác dụng của lồng ngực thì mạch máu, máu từ tĩnh mạch chủ dưới được đưa về hòa trộn với cả thuốc mà chúng ta bơm từ bên tĩnh mạch chủ trên xuống, thì nó làm hòa lẫn, làm giảm cái nồng độ thuốc. Do đó khi thuốc lên động mạch phổi thì độ tương phản không được cao. Do đó người ta khuyến cáo với những trường hợp chụp các lớp vi tính động mạch phổi thì nên chụp ở thì nín thở, không cần ở thì hít sâu là như vậy. Thế một số nhiễu ảnh trong quá trình chụp các lớp vi tính động mạch phổi chúng ta hay gặp. Cái nhiễu ảnh thứ nhất là nhiễu ảnh liên quan đến tỷ trọng của thuốc ở tĩnh mạch chủ trên. Đấy, gây nhiễu, đây hình ảnh chúng ta thấy tỷ trọng rất cao đúng không ạ? Hơn 400 Hauffield. Và khi chúng ta dựng MIP, chúng ta thấy hình ảnh hiển thị kể cả từ tĩnh mạch dưới đòn, vị trí dưới đòn xuống động mạch tĩnh mạch chủ trên vẫn còn rất nhiều, do đó làm che lấp đến đập thân động mạch phổi, đặc biệt thân động mạch phổi bên phải. Thì với những trường hợp này thì chúng ta phải làm thế nào? Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải giảm lượng thuốc tiêm xuống để phù hợp. Thứ hai là chúng ta tăng cường cái lượng nước muối để chúng ta bơm để nhanh đẩy hết toàn bộ thuốc về tim phải. Và cái thứ ba là chúng ta với những trường hợp này chúng ta chụp từ dưới, chụp lên trên, nghĩa là từ vị trí góc tâm hoành, chúng ta chụp khảo sát từ vị trí góc tâm hoành, chúng ta khảo sát lên đến trên quai động mạch chủ, chứ chúng ta không chụp từ quai động mạch chủ xuống. Vì khi chúng ta chụp từ dưới lên thì khi lên đến vị trí khảo sát đến vị trí trên này thì chúng ta thấy là thuốc lúc đấy cũng đã được rửa trôi nhiều thì sẽ ít bị nhiễu artifact. Đây là trường hợp chúng ta giải pháp chúng ta giảm lượng thuốc bơm và tăng cường nước muối, mà chúng ta chụp từ dưới lên trên thì chúng ta thấy là cái hiện hình tương phản của tĩnh mạch chủ trên bớt đi rất nhiều so với hình ảnh mà trước đó, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là nhiễu ảnh thường do cử động hô hấp của bệnh nhân. Đấy, thường hay gặp ở những cái bệnh nhân mà khó thở, đúng không? Thì chúng ta thấy đây hình ảnh nhu mô, và đây thì trung thất, chúng ta thấy trên đây rất hay bị nhiễu và có thể chẩn đoán nhầm so với các huyết khối của động mạch phổi. Những trường hợp này thì chúng ta phải đề nghị bệnh nhân hợp tác, và thứ hai là chúng ta rút ngắn cái thời gian chụp để đảm bảo chất lượng nhảy. Cái thứ ba đó là nhiễu ảnh do ảnh bị ngoi nhiều. Cái này chúng ta thấy ảnh rất bị sạm, đúng không ạ? Cái này sạm, do đó thì khi bác sĩ đọc thì rất hay bị nhầm với các huyết khối động mạch phổi nhánh xa. Đây, nhìn giống như bị huyết khối, nhưng thực tế thì đây là không phải, đây là do nhiễu ảnh. Do những cái bệnh nhân mà béo quá, hoặc là chúng ta sử dụng ít thuốc cản quang, như chúng ta giảm Giovol để tăng cái độ tương phản của thuốc, do đó chúng ta tạo ra cái hình ảnh chất lượng ảnh bị sạm và nhiễu nhiều. Thứ tư là chúng ta hay gặp những cái hình ảnh nhiễu ảnh do cứng hóa trùng tia. Thì cái này chúng ta hay gặp là do những cái bệnh nhân mà có đặt catheter. Nên khi chúng ta chụp thì tiêm thuốc thì chúng ta thấy đó là cái hình, những hình vệt giả dạng như huyết khối, nhưng thực tế đây là cái nhiễu ảnh, gọi là một cái nhiễu ảnh gọi là PIM hardening artifact, do cứng hóa trùng tia gây lên. Sau khi được ảnh thì chúng ta phải tái tạo ảnh. Tái tạo ảnh đối với chụp CT động mạch phổi thì thường thì chúng ta tái tạo cửa sổ MIP đa hướng. Đấy, để chúng ta bộc lộ rõ các tổn thương nhánh xa, các tổn thương huyết khối nhánh xa. Đây là hình ảnh chúng ta dựng MIP theo hướng Colan, chúng ta thấy các nhánh xa, thấy hình ảnh
tổn thương huyết khối ở động mạch phổi nhánh xa để cho bác sĩ đọc được kết quả được chính xác. Thứ hai là chúng ta dựng các bộc lộ các cấu trúc giải phẫu, thì chúng ta đo đạc, chúng ta dựng bộc lộ cấu trúc giải phẫu về thân trung này, các thân nhánh động mạch phổi phải, động mạch phổi trái. À, chúng ta bộc lộ các nhánh xa, các nhánh, phân nhánh của từng bên động mạch phổi phải, từ bên động mạch phổi trái, đường ra của thất phải. À, ví dụ có những tổn thương, ví dụ đây một trường hợp tổn thương ổ dị dạng thông động tĩnh mạch hoặc túi phình, thì chúng ta phải bộc lộ rõ nguồn cấp máu từ động mạch nào và các tĩnh mạch dẫn lưu về để bộc lộ rõ các tổn thương. Đây, đây là trường hợp chúng ta dựng MIP, thì chúng ta bộc lộ rõ các tổn thương huyết khối mạch phổi. Hiện nay thì có một số bài báo mới nói về người ta ứng dụng về cách giảm liều, giảm kilovol và đặc biệt là giảm liều thuốc tiêm cho người bệnh trong chụp các lớp vi tính động mạch phổi và vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh thăm khám. Đấy, trên đây là những hình ảnh người ta sử dụng với liều là 100 kilovol và sử dụng 20 ml thuốc cảm quang, và một bên là người ta sử dụng là 80 kilovol và sử dụng 10 ml thuốc cảm quang và chất lượng hình ảnh vẫn đạt độ tương phản, nhưng người ta sử dụng kỹ thuật phát thuốc là test blood. Đấy, đây là quý đồng nghiệp và các bạn có thể vào tham khảo để chúng ta có thể thêm các thông tin và có thể cho chúng ta thêm kinh nghiệm hơn trong quá trình ta chụp. Trên đây là toàn bộ những cái kinh nghiệm mà chúng tôi xin chia sẻ với quý đồng nghiệp và các bạn về các chú ý cũng như là các kỹ thuật chụp các lớp vi tính động mạch phổi. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay thì sẽ phần nào mang lại một chút kiến thức cho quý đồng nghiệp và các bạn để chúng ta có thể áp dụng vào lâm sàng, phục vụ bệnh nhân được tốt hơn. Và xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý đồng nghiệp và các bạn ca lâm sàng lần sau.